Viêm, 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 vi
cộng đồng nha. Bây giờ nhân cộng đồng nhiều ha. Yeah.
kim vào khớp nha. Kim vào khớp này. Kim vào khớp thì đóng cái nào đây? Ờ, đọc cái quyết hoặc là gì nữa. À, hắn cứ chị ăn luôn đi nha. Ờ, cái quyết. Đọc luôn.
diclofenac này chắc kết hợp giữa acetaminophen với lại diclofenac không có, không phối hợp chắc chắn là không có luôn nhà mình biết không có luôn cha mẹ cha cái gì á không có là nhà không có đâu cha tôi đã thấy luôn bây giờ mấy giờ 36 hả rồi trước khi đi ăn sáng phù hợp với giờ các phần không tiêm thuốc
Rồi, gì nữa? Có nhiều nguồn thức ăn gì? Có thể gây ra suy thận không? Có. Có giảm chức năng thận ha. Có nhiều nguồn thức ăn. Rồi, nó có ảnh hưởng trên tim mạch không cả lớp? Có. Có. Có ảnh hưởng cái gì? Đau đầu chứ không? Huyết phổi không? Rối loạn đông máu. Gây huyết phổi, rối loạn đông máu có không? Có ha, rối loạn đông máu có thể gây huyết phổi. Đó là một số các dịch vụ chính của cái nhóm viên khác cũng chỉ cần cho cô như vậy ha, vì chỉ chính thôi. Rồi, tiếp theo là đánh giá phù hợp, thuốc này phù hợp với chị Đình không? Phù hợp. Chị Đình đi đây. Những cô
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ha. Rồi, tiếp theo cơ chế của thuốc này là gì? À, nó sẽ ức chế tổng hợp cái gì đấy cả lớp? À, đúng rồi, cái chất tiền đi chạy cơ chế ha. Ức chế tổng hợp khi chạy cơ chế. Rồi, cái chạy cơ chế làm cái chất có tác dụng gì? Ức chế viêm, đúng không? Rồi, cơ chế thứ hai nữa là có hai cao cáo. Ngoài ức chế tổng hợp chạy cơ chế thì nó còn tăng tổng hợp cái gì nữa? Tập trung giảm trí nhớ, làm cái tâm cái mặt ha. Rồi tác dụng phụ là gì?
trước Mai V6. Mai V6 thì mình đọc thêm cái cô thôi, lúc nào đầu tiên mình không có tiền đâu. Mai Nhê thì nó là cái cô tiên liên quan đến hoặc là của các em trong cơ thể của mình. Còn V6 thì đó là cộng đồng với cô em tiên cô mà liên quan đến quá trình cộng hưởng với chị đây. Đó là cô mắc cơ để cộng hưởng ngay trước khi vào lớp. Giao ba nó là cô em tiên để cộng hưởng với các ba. Một các ba là mình biết là tiếp tục cho mình sẽ phát triển gì. Ok. Yeah. Nói cho bốn ngày á thì cô á là chị định các trường hợp nào đối họ nó âu nó âu khó thủ ha thì ta hay cho được cái hai mươi sáu ngày hoặc là một bệnh nhân mà bị thiếu một nghe thì nó có hai chỉ định các trường phù của bao nhiêu sáu thì là gì có đối lập tiêu hóa không chủ là gì đọc cho những cô ở trong cái phần đó ha nó còn đó rồi thế đối với bài này này đôi khi theo khi mặt mà liên quan đến từng kinh sốt á liên quan những cái khúc mà anh chị học hôm nay có ba khúc kia tập khúc gì đây đây là cái là một ha cái hai đấy ba là dạ chỉ với cô ha và khúc ba là khúc gì đây khúc gì đây xin cho đoạn này có thể là lúc nào? Come down.